Đứng đầu câu lạc bộ Phong Phát 2 và câu lạc bộ Như Phú 2 chúng ta vào thi đấu lớp không? Do yêu cầu về thời gian nên trọng tài cho thi đấu luôn. Dạ. Thằng đây. Dạ. Chào các bạn. Các bạn nhớ tham gia ơi. Thôi mặt. Dạ. Chào anh. Dạ. Anh ạ. Lấy bỏ lộc phẩm đi em. Dạ. À, một đôi bố thôi. Cái chó đấu trả, cái đấu trả được có đôi loài mất đôi trả. Đúng rồi, Hưng Minh chuyển lên nhân văn. Hưng Minh chuyển nhân văn rồi anh ạ. Hai giờ vừa chúng ta thi đấu luôn. Thôi. Là nó đạp lên đây không? Dạ. À. Rồi. Một thằng trong số. Điểm số cho Mộc Phát 1-0. Ít bóng không vào lưới điểm. Tiến rồi, hỏi chi tôi nghỉ hãy ngay. Anh chị rồi đấy. Điểm số cho Nghi Phú 3-1. Như cái quả nón ấy nhỉ. Bán hết đó con. Bán hết đó con. Bá đấy chứ cũng được ngoan như phí. Con gần cho bán đấy. Bán ôi đánh bóng không ra lưới, điểm số cho câu lạc bộ Nghi Phú 4-1. Anh.
Được 10.000 Việt Nam vậy, 1.000 người xem á. Được 10.000 Việt Nam. Ừ, được 10.000 đồng á.
hình như đợt có gái trên quê là một video à đúng không? Ừ, một video mà 1.000 lượt xem ấy, được 1.000 lượt đăng ký là được mới có 10.000 thôi. Mấy nghìn đâu? Phải đăng nhiều video. 10.000 hay 2.000 vừa là nói quên. Không. Thầy mà ở phải làm nhiều video. Làm nhiều video hay thì mà đủ phí đủ tư nữa. Có hai điểm số là tôi còn thầy làm phải đi theo chứ chỉ ngơi chuyến với cùng đời em được. Về team thì hãy xem, đi tìm hiểu xem. Được về 2.000 người chứ mày. Đó, tâm là chúng tâm 2.000 người đổ lại. Chứ còn để mà gửi cái xã hội mà để mà một cái trao lưu để xem phải đi ít. Có ngoài sân, không chuyển nhiều. Chứ còn bóng lưới này thì mấy anh em thì cái số lượng người chơi bóng lưới chứ không phải nhiều lắm. Xem. Đôi anh là sông Lam, là sông Lam Nghệ An à hay là sông Lam? Sông Lam nữa là anh là đôi kết hợp giữa anh em Thâm Nguyên với Nam Đan là lấy tên chung là câu lạc bộ sông Lam. À là cái dọc sông Lam đó. Dọc sông Lam đó. Đó là tên sông Lam luôn. Chứ còn không lấy tên Thâm Nguyên hay Nam Đan được. Để cho khách quan. Là lập một câu lạc bộ luôn. Thế còn nếu mà để lấy Thâm Nguyên cũng đúng. Mà lấy Nam Đan cũng đúng. Vì có anh em cả hai nơi vì Thâm Nguyên Nam Đan thì giáp nhau mà anh em dọc sông Lam nó giáp nhau. Cái giải thưởng nhanh mà thắng nó vẫn thấy mà. Ừ, cái giải thưởng nhiều khán giả cũng kỳ vọng mà vô chung kết thì họ vẫn phải tại vì công đại nhanh hay thành công quá. Để chắc anh công thì hay quá. Bỏ bóng hay điểm số đã nói cũng là quỷ đâu của mình. Vì hẳn cũng đánh được bên trái, mình muốn đánh cái là bóng. Nhưng mà đánh không ăn được không? Không ăn được điểm. Mình muốn nó gánh sức cho mình một chút để mình nghỉ khoảng 2 đến 3 quả đó để mình lấy sức đánh lại. Nhưng mà là ta đánh thì không hiệu quả. Chuyên hải thì cái anh để chuyên hải hay thôi. Ừ, chuyên hải thằng Hào thằng nói chuyện. Thằng nói lắn xả mà hiệu quả. Hắn cược với quả trên tuổi hay đâu. Thật ra mình phải hắn chơi với nhau từ nhỏ ấy. Đã với nhau từ nhỏ cho nên hiểu. Ví dụ như là mình bắt bóng hắn cáo dừng thả lưới là hắn sẽ ý đồ của mình là muốn hắn bỏ quả trên lưới. Còn mình bắt dừng nhưng mà không dừng thả lưới thì hắn đi đánh thứ hai cho mình. Chỉ có một trận thì gọi là mình hắn nhớ ân rỡ nhau khoảng 2 quả cướp trên lưới đó. Rồi là mình thấy cái thằng kia là hơi xấu ấy, hoặc là mình bắt đầu mình bắt quả bậc 1 lên trên lưới để hắn bỏ dày bỏ để cho kín. Thế còn nếu mà hắn bỏ mới dừng dưới 3 mét rồi thì khó bỏ, chỉ còn những cái quả tách lưới từng đấy bỏ được. Quả bất ngờ. Một trận một hai quả thôi. Bọn em cái này thẳng rồi mốt. Ờ, Việt Úc 2. Việt Úc 2 à? Ở Việt Úc 1 thì mạnh này. Việt Úc 1 thì là thẳng cả cảng miền châu dùng mặt. Điểm số là công bộ Nghi Phú 15-5. Ở phe à? Dạ nhá. À cái này dùng lộc hai thắng hay thua hay? Thắng cả đấy. Thắng cả hay. Thắng cái đôi kia đấy. À đang đỏ cũng được. Phe nhá. À rồi. Đánh không vào lưới, điểm số là công bộ Nghi Phú 16-5. Sau trận đấu này sẽ diễn ra giữa Trung Hưng 1 và Hưng Bình 2. Bóng lấy hiểm thì có bật lên trên lưới thế nè, là mới hiểm được. Thế còn lại mà đồ dừng á, thì mới quái được. Thế còn để mà đứng sáu vạch thì đánh thì chịu. Khó ăn lắm. Đây là lưu được nhiều điểm. Đã chỉ cần chăm bước chân nó chết mà. Bỏ mình nhích 1 tỷ đấy, nhích 1 tỷ là người. Thì hiện dân ấy mình nghỉ họ bỏ, mình nhấp chân nó đẩy sau là chết liền. Anh thủ hay tập bộ đánh hay nữa là vẫn nhận. Anh đứng luyện bộ đánh. Thực ra giáo đi nói chơi, từ cái bờ giải thiên phổ chứ có đảm không? Mới bắt đầu mới tập. Anh làm gì? Anh bên Việt Cập Thái đó. Anh em đến anh đội xung đỉnh đợt trước á, là đi đi nước ngoài vì mấy thằng bên ở nó công việc cả. Thì đứa có mình bị hao nữa. Còn sau đó mới lập đội có cả anh em Nam Đan rồi đấy. Nó mới đá đó đó, mới lấy Sông Lam mà đâu. Cái trước Hưng Linh nhà mình đông. Trước lấy chắc Hưng Linh luôn, lấy Hưng Nguyên á.
Hình như là như anh mới tham gia tư giải hương binh nhiệm chứ đúng không? Đúng rồi, tư giải hương binh. Con Mỹ nắm được tí là họ tham gia. Tổng đài, việc số lượng của lực lượng công pháp 76. Đấy, như ta từ tư giải mới. Tư giải hương binh nhiệm chứ là vẫn hay. Đống, đống, đống. Cái giải giống sáu đôi này. Giải này không có hương hoa. Hương hoa, đã hoa cái đôi, cái năng, 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 mặt cầu cáo. Còn nó đánh hay lắm rồi lớn. Chủ nhất, quay lắm. Mặt đường lái đâu, mặt đường lái. Nói chung là sang hương hoa rồi nó đánh, nó dùng ra đôi đâu, một cống hẳn nó chạy trốn rồi. Vừa đập cái nhắm, vừa rồi. Ồ, con chả, con bật tên lưỡi, con cuộn xuống luôn. Hân lấy nó, hân gật đến lưỡi cắm xuống đấy. Ờ, hân cắm xuống. Cắm xuống luôn. Xuống, em xem cái phá mà đập bên là bên bên thủ phủ á. Bóng không có lưới chuyển số được công đường 1886. Đây là trận playoff 2 giữa Trung Hợp và Hưng Minh 2.